lươn. To ghê đấy, cái này nó to. Hai con lươn. Rồi, con thứ hai, con đầu tiên. Anh biết này, sao đi. Tâm rồi. Phi. Cô rộng đi sang bên em cũng được. Nó đâu phi rồi, chỗ này. To đấy. Chê rồi. Nó dễ không? Không con đây rồi. Con đây là cánh rồi đấy, bong bóng rồi. Bong bóng từ đùi, chê chết rồi. Cám đi xuống. Chê to lắm. Chổng thế. Tay xuống, tay xuống. Đây à, đây à. Chê, chê to thật. Con nữa đây này, kéo, kéo. Con nữa đây, làm này. Con nữa đi, con nữa đi. Con nữa đi. Con bước này nhìn liệu có chê. Chê đầu tiên ạ. Nhìn chạy vào đấy, chê rồi. Chỗ này sâu rất ngập cả ống này. Chết to anh. Vàng, ươm. Vậy được 2 ăn chê rồi. Mẹ. Mẹ. Cho em con mẹ rồi. Sao không ở đây con mẹ con nhỉ? Mẹ hoa. Ừ, mẹ này, các bạn nhìn cái mẹ. Cái mẹ giống. Đây là hồi điện thả. Cái này ở đây là cái cuối lăng này là to nhỉ. Bơi à? Chết là rìa đất trắng. Không thế.
Ừ, con đi, con gửi quẫy tốt. Đôi mà không. Ui, cá chuối các bạn ơi. Ui, con này phải cân mấy. Anh ơi. Các bạn nhìn thấy nó nổi không? Con này phải gần 2 cân. Con này phải gần 2 cân các bạn. Cá này cứ đi ra đôi ấy. Cá già già này đi ra đôi ấy. Trời ơi. Con cá này. Các bạn thấy cá nó. Cá chuối mình. Con này không được gần 2 cân đâu. Con này chỉ được cân 3 cân 4 đấy nhỉ. Kìa trên ruộng chạy kìa. Qua được cân 3 cân 4. Con này to hơn cả con sộp. Cái đầu to to kinh. Ui, chê đấy. Nước sâu sâu chê. Chê. Chết lấy chê chê. Chê chăm chăm chê. Đấy chê vàng ngạch chê. Tỏ nhỉ. Hai con. Toàn là chê đấy. Mình phải nhốt riêng ra cái của mình hay định cá rô. Cái này riêng cá rô. Không dám định ra ngoài nó nhảy mất. Con nữa. Cá chuối này đựng xô mà không ấy. Đây đây đây, đây bò này, đi xuống rung rung này. Đây, chung cuống này. Con chê này, chăm chăm con chê này. Anh bắt nó đi. Cái chuối này mà đựng ra xô này câu rổ nó bay mất ngay. Nhảy khỏe. Không thấy không? Ừ. Nó nằm trên muống thì sâu lắm. Vừa em thử mò thử hai con này. Sâu ơi sâu. Trong cái tầm sâu này mò rất khó. Đang với cổ tay đến tận lách. Múi xuống là cái cổ đến tận cằm. Được đến cằm. Chê to đấy, ở đây chê to lắm. Chê không phải giúp phi được nhiều. Đó là nó này. Muống này nó bộ xít lắm. Nó ngập nó bấu như ngọn cái muống này.
chơi ở trên bờ. Chuột kìa. Để chơi ở trên trên bờ để dễ chơi. Thấy không anh? Hả? Chê không? To. Ở đây toàn chê to này. Con sống đi rồi. Cái chê này nước đầy đánh nước sâu đánh khó lắm bạn. Đánh hơi nhanh 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 một chút rồi. Đấy, ngay ra kìa. Chê à? Nó không nổi đâu. Con nóc. Đơn nóc. Này được con sụp. Đầu to, mình nhỏ. Với thêm con đang bò vậy kìa. Toàn tiến thôi. Ui dồi. Bên này. Con gì? He lắm anh ạ. Con này con gì cũng to bạn ạ. Lươn to. Cái chuối cũng to. Lươn á. Trước mình đánh được mấy con to. Thấy không? Anh mỏi chứ? Kìa, chạy lên kìa. Vẫn nháy này. Đấy, vẫn nháy à? Không, con chê của con lươn. Chê dù dù. Ta. Có gì đấy? Nó sụp. Nước lên tận đây. Đấy, phải. Nươn nươn nươn. Ủa, nó bố đây người em. Bỏ ship nhiều thế. Bắt đầu con đuôi rồi. Nên to. Cái rổ này lắm đuôi nhỉ. Anh nhìn thấy con gì chuồn chuồn kìa, trên trượt kìa. Kìa kìa, đấy, rung rung muốn kìa. Đi đâu mung đấy kìa. Được. Trên kìa, đây, thẳng ra 3m, đấy, 4m, đấy, gần đến bờ bên kia rồi. Đấy, vẫn đang rung rung đấy. What? Đi trên mung kìa. Sợ rắn ấy.
Cái gì đấy? Thế anh gạt muối rồi. Thấy không? Thấy không? Anh gạt muối, đập muối này. Ủa ôi. Anh nhìn, nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Khéo. Đúng rồi, sâu ấy, khéo. Con rắn nữa. Rắn. Ừ, đây con rắn này. Bắt đi, bắt đi, bắt đi. Con lươn này. Nó thú vị không? Đừng dí nữa, đừng dí nữa. Con lươn này các bạn. Thôi nhá. Đừng dí nhá. Thêm con rắn. Trận mưa đấy là lươn to thật. Đấy là con nào đấy to. À, loại này lưu cháo thì thù. Ăn lẩu cũng ngon. Sô ta. Đây là thành quả tăng một của mình. Bố bập điện. Bố bập con cá này về. Chưa, chưa đâu, 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 chưa chuối tỏi chuối một tuần hai con to ba con nhỉ ba con đường to ba cái đây tiếp em xuống.